Văn khấn mùng 1 Tết Quý Mão 2023 chuẩn nhất, bài cúng gia tiên, bài cúng thần linh về cơ bản, văn khấn mùng 1 Tết Nguyên đán, văn khấn mùng 2 Tết, văn khấn mùng 3 Tết không có gì khác biệt. Văn khấn nôm có nhiều dị bản, nhưng nhìn chung, các bài văn khấn đều hướng về tổ tiên, thần linh trong nhà để cầu mong một năm mới an lành, thịnh vượng. 1. Văn khấn gia tiên mùng 1 Tết Dưới đây là văn khấn gia tiên mùng 1 Tết chuẩn văn khấn cổ truyền. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Kính lại các cụ tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, đường thượng tiên linh và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết, tháng Giêng, năm âm lịch. Chúng con là tuổi, hiện cư ngụ tại số nhà, đường, khu phố, phường, quận, thành phố. Nay theo tuế luật, âm dương vận hành tới tuần nguyên đán, mùng 1 đầu xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới con cháu tưởng niệm ân đức tổ tiên như trời cao biển rộng, khôn đem tất cỏ báo đáp ba xuân. Do đó, chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa sang lễ vật, quản quả hương hoa kính dâng trước án. Kính mời các cụ cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, bá thúc đệ huynh, cô di tỉ muội, nam nữ tử tôn nội ngoại, cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng dáng về linh sàng, phù hộ độ trì con cháu, năm mới an khang, mọi bề thuận lợi, sự nghiệp hanh thông, bốn mùa không hạn ách nào xâm hại, tám tiết có điểm lành tiếp ứng tiên chủ lại mời các vị vong linh, tiên chủ, hậu chủ ở trong đất này cùng về hâm hưởng. Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám. Phục duy cẩn cáo. 2. Văn khấn thần linh mùng một Tết Dưới đây là văn khấn thần linh mùng một Tết theo văn khấn cổ truyền dân tộc. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính lạy, Đức Đường Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư Vị Tôn Thần Hôm nay là ngày mùng 1 tháng riêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu xuân, giải trừ gió đông lạnh lẽo, hung nguyệt tiêu tan, đón mừng Nguyên Đán xuân thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ tiết, trốn trốn tưởng trình. Tín chủ con tên là: Tuổi: Ngụ tại. Nhân tiết minh niên sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước án, dâng cúng thiên địa tôn thần. Thiết nghĩ tôn thần hào khí sáng lòa, ân đức rộng lớn. Ngôi cao vạn triệu uy nghi, vị chính mười phương biến hiện lòng thành vừa khởi tôn đức cản thông cúi xin dáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật nguyện cho chúng con mọi người hoan hỉ vinh xương con cháu cát tường khang kiện mong ơn đương cảnh thành hoàng đội đức tôn thần bản xứ hộ trì tín chủ gia lộc gia ân cứu khổ trừ tai đầu năm trí giữa nửa năm trí cuối sự nghiệp hanh thông sở cầu như ý dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám cẩn cáo ba Văn khấn mùng một Tết Quý Mão tại chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày, tháng, năm Quý Mão. Tín chủ con là Ngụ Tại, cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa, dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lại. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, mười phương chư Phật, vô thượng Phật Pháp, quan âm đại sĩ và thánh hiền tăng. Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc. Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, quan âm đại sĩ chư thánh hiền tăng, thiên long bát bộ, hộ pháp thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thổi nhuần ơn Phật Pháp đặng mà cứu độ cho các bậc tôn trưởng cha mẹ, anh em, thần bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo. Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 4. Lưu ý quan trọng. Không có sự khác biệt nhiều về văn khấn mùng 1 Tết, mùng 2 và mùng 3 Tết. Từ xa xưa cha ông ta đã có câu mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Vì thế, đây được coi là ba ngày Tết cổ truyền quan trọng nhất đối với người Việt. Để tỏ lòng thành kính với chư Phật, thần linh và ông bà tổ tiên, các gia đình có truyền thống làm mâm cơm cúng tổ tiên trong ba ngày này. Theo đó, bài văn khấn mùng một Tết Nguyên đán, văn khấn mùng 2 Tết, văn khấn mùng 3 Tết về cơ bản không có gì khác biệt. Thông thường, các gia đình tiến hành lễ hóa vàng vào ngày mùng 3 Tết. Nếu hóa vàng ngày này, đọc ngay văn khấn cúng hóa vàng ngày Tết. Lễ vật cúng mùng 1 Tết 2023 hương, hoa, nước, quả ngũ quả, chầu cao, rượu, đèn, nến, lễ ngọt, bánh kẹo, mâm cỗ mặn, xôi, gà, bánh trưng, các món tết đầy đủ. Mâm cơm đầu tiên của năm mới không thể thiếu đĩa thịt gà trống thiến, canh măng hầm hoặc canh bóng, miến, xôi, nem rán, thịt đông, bánh trưng, giò và các loại bánh mứt, kẹo. Ở miền Bắc, mâm cơm cũng không thể thiếu đĩa dưa, hành. Sau khi mâm cỗ đã được sửa soạn tương tất chủ nhà bưng lên bàn thờ, rồi tiếp theo lần lượt những người trong nhà ra trước bàn thờ vái lạy để tỏ lòng thành kính đối với tổ tiên. Người lớn tuổi nhất trong nhà sẽ đọc văn khấn để mời gia tiên dùng bữa và chứng giám cho lòng thành của con cháu. Trên đây là toàn bộ bài văn khấn mùng một Tết dành cho gia tiên và thần linh trong nhà. Mong rằng chúng hữu ích với bạn. Chúc bạn và gia đình tân niên an bình, phú quý. Riêng với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023,